Thì vẫn công việc thường lệ của tôi vẫn phải là vinh danh những nhà tài trợ. Tôi xin cảm ơn những nhà tài trợ Newhen, nhãn hàng Golden Field, và thay mặt ekip Game TV Studio cũng xin cảm ơn nhãn hàng Asus AWI đã tài trợ trang thiết bị để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này. Màn hình máy đến từ game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu đầu tiên của set đấu thứ hai kèo đấu cùng đời CDN. Và thông báo tất cả các bạn một chút là số lượng vé Việt Trung đang bán tại Game TV Shop còn rất ít thôi. Nếu như anh em nào muốn xem trực tiếp những thần tượng của mình ở tại thời điểm thi đấu, hòa vào không khí của ngày hội ngày hôm đó, cũng như là gặp gỡ những game thủ nổi tiếng như Sen Long, như Tiểu Thủy Ngư hay Chim Chảy Nắng hay Hồng Anh, thì các bạn hãy nhanh tay lên, bởi vì tôi thấy là chỉ còn 25 vé mà thôi, một số lượng đang rất ít dành cho những anh em nào muốn xem giải Việt Trung, mặc dù còn 2 tuần nữa thì mới đến ngày hội đó. 2 tuần nữa đến mới đến ngày hội đó, nhưng vé Việt Trung đang còn rất ít mà thôi. Và các bạn vẫn đừng quên rằng vào trong những ngày mùng 5, 15 và 25 hàng tháng thì Game TV Shop cũng sẽ có những chương trình khuyến mãi, giảm giá những mặt hàng bày bán tại Game TV Shop như bàn phím chuột và tai nghe, và có cả áo đấu của Game TV nữa. Các bạn hãy lưu ý điều này, hãy đến với số nhà 15 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể có được những sản phẩm chất lượng tốt và giá hạt rẻ. Và hiện tại thì Game TV cũng đang liên kết với một website giải trí, đó là mang tên là Game Win. Với website chính thức đó là gamewin.pro. Chi tiết thì các bạn có thể truy cập website gamewin.pro để có thể xem thông tin chi tiết với bản update tháng 5. Đó là một chút thông tin quảng cáo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này thôi. Màn hình máy đến từ game thủ chim sẻ. Thắng lại đang là 14 trên 16. Một cánh rừng thông dành cho game thủ chim sẻ đi nắng trong trận này. Cánh rừng thông này nó có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Ngoài việc để có thể khai thác gỗ ra thì chim sẻ cũng sẽ có một cái ưu thế. Thì nó sẽ giúp cho game thủ chim sẻ bo nhà cũng là rất tuyệt vời. Nhưng cái điểm yếu của cánh rừng này đó chính là việc với việc để bo nhà thì game thủ chim sẻ sẽ bị móc máy vào những bãi gỗ. Đây là một khu vực mà các thành viên bên phía team Liên Quân Bao sẽ móc máy vào khu vực này. Đây là một khu vực rất đơn giản để có thể móc máy vào những bãi gỗ của game thủ chim sẻ nắng mà thôi, không phải quá khó khăn. Ví dụ nếu là tôi mà tôi phát hiện ra là tôi cũng sẽ móc máy liên tục vào khu vực này, một khu vực rất dễ móc máy dành cho cặp đôi của phía team Liên Quân Bao. Một voi đang được đưa về với nhà chính của mình. Chim sẻ cắt thêm những con nông dân để có thể ăn quả. Đây là con voi thứ hai. Như vậy đồ ăn dành cho chim sẻ trong trận này là tương đối ok. Và chúng ta đã chuyển qua màn hình máy đến từ game thủ Hello Chip Boy. Đây là Chip Boy 22 trên 24. Chip Boy đang nhìn xung quanh nhà của mình để xem cơ cấu như thế nào. Đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng Chip Boy nên đóng A, hướng mặt A của mình vào nhà của game thủ chim sẻ đi nắng và đánh theo một thế treo cánh luôn. Khu vực này sẽ tạm thời bo bằng những nhà cứng để cho đối phương tạm thời không thể móc máy nào vào phía bên trong, còn phía mặt A sẽ đóng hướng lên nhà của game thủ chim sẻ. Đánh thì đánh chắc nhà, nhưng tân quân đầu tiên sẽ đẩy sang nhà của game thủ chim sẻ để có thể one hit được một nhà của bên phía đối phương. 26 dân dành cho game thủ Chip Boy và Chip Boy vẫn chưa ngừng sinh dân. Màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. Để xem có cây quả thứ bảy hay không nữa thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà không có cây quả thứ bảy, khi mà bãi quả phụ của game thủ chim sẻ là có 6 cây. Chiếc BB dành cho game thủ chim sẻ. Đây là chiếc BB. Phải BM cạnh đấy luôn. Chim sẻ đang bo hơi rộng rồi quyết định để tránh việc các thành viên của bên phía đối phương móc máy vào những cánh rừng. Việc công vào những cánh rừng của game thủ chim sẻ, việc công vào những bãi gỗ của game thủ chim sẻ trong trận đấu này là tương đối đơn giản dành cho cặp đôi của bên phía team Liên Quân Pau. Đây là chiếc chuẩn bị lên đời xong, đây là chiếc BM và đây sẽ là BA. BA và BM đang được thiết kế gấp rút. Đây là một trận đấu mà game thủ chim sẻ kích đời đang rất bắc bình dành cho cả hai game thủ bên phía Game TV. Hai bảy dân và đó là 10 phút 18 giây với 27 dân AC. Ép đời quá khét dành cho game thủ chim sẻ.
Vâng, anh em nào thấy ở trên YouTube đang phát kèo Sky với cả Sky với cả BB Club thì đấy là người ta phát lại thôi. Còn đây mới là những trận đấu tường thuật trực tiếp. Các bạn khi mà truy cập vào trang web gametv.vn này, các bạn có thể xem được những trận đấu trực tiếp. Vâng, trực tiếp không delay bất kỳ một giây nào. Vâng, trực tiếp tại hội trường luôn với chất lượng HD. Còn việc xem trên YouTube thì một, nó là kênh lậu. Thì những cái kênh lậu như thế sẽ được các kỹ thuật viên của GameTV report lên YouTube và sẽ có những biện pháp xử lý ngay. Bởi vì GameTV đã độc đã độc quyền những trận đấu của các thành viên bên phía GameTV ở thời điểm này rồi. Bất kỳ một đơn vị nào mà quay phát những trận đấu có mặt của GameTV mà không có sự cho phép của GameTV thì đều sẽ có bị phạt tới từ YouTube. 29-32, 5 map bắt đều dành cho game thủ chính diện. Vâng, trực tiếp người ta phát lại thôi mà. Vâng, một cái ruộng hơi lỗi dành cho game thủ chim trẻ. Và 5A đều dành cho chim trẻ nắng. Vâng, tân quân đầu tiên và gặp luôn nhà hệ lại dừng A. Vâng, đây là một turn mà game thủ chim trẻ đang đứng quân là hơi hơi xấu. Vâng, pha điều đờ hay đến từ game thủ chim trẻ, các bạn thấy là lướt rất tuyệt vời. Vâng, và tỷ số nó là 2-1 dành cho game thủ chim trẻ, nhưng ngay lập tức nó là 2-2 khi mà game thủ He cũng đang có một tình huống và điều đờ cũng là tương đối hay. Tân quân tiếp theo dành cho game thủ chim trẻ nắng, và phải chăng chim trẻ sẽ có thể one hit được game thủ vâng He trong tình huống này. Vâng, He đang mang những con nông dân ra quẩy, nhưng đó là một tình huống rất khoai dành cho He khi mà đây những con nông dân ăn hoang để lấy lực dành cho game thủ He. He sẽ bị game thủ chim trẻ one hit trong một nốt nhạc trong trận đấu này. Nhưng bây giờ thì Hương Anh là người sang vâng để có thể phối hợp cùng với người đồng đội mình công vào nhà của game thủ chim trẻ. Một trận đấu một game thủ chim trẻ đang cân hại từ đầu luôn. Vâng, không hề xoắn những tân quân của game thủ Hương Anh khi mà số lượng cùng của game thủ chim trẻ thủ nhà đang là tương đối đông. Vâng, bây giờ đó là pha phối hợp quân của các thành viên bên phía team vâng liên quân bảo, nhưng game thủ chim trẻ cũng đang có một tình huống đứng quân quá tuyệt vời trong tình huống này. Phá đỡ nhà cực dẻo của game thủ chim trẻ nắng không mất mát một cái gì cả, mà thậm chí rằng đã vô hiệu hóa được pha tấn công của các thành viên bên phía team liên quân bảo. Vâng, chim boy là người khỏe nhất trong trận đấu này, màn hình máy đến từ game thủ hello chim boy là 54/68. Vâng, He sẽ bị game thủ chim boy thanh lý rất nhanh thôi khi mà đây là một trận đấu ngoài He là người dẫn A. Vâng, chỉ còn một mình Hồng Anh khỏe trong trận này. Vâng, thế trận đang là 2-1 và các thành viên của phía GameTV là những người có lợi thế hơn. Chi Boy và game thủ Hồng Anh sẽ là người khỏe nhất ở trên bản đồ. Nhưng quan trọng rằng game thủ chim trẻ cũng là rất khỏe. Pha hit and run dập bắn cực khủng khiếp đến từ game thủ chim trẻ đi nắng. He chết rất nhiều những con nông dân ăn hoa của mình. Thế trận là 2-1 và chim trẻ vẫn đang có điểm số rất cao. Và vâng, vẩy E. Vâng, cơ bản, vâng, sở trường của thành viên bên phía GameTV, vâng, của game thủ chim trẻ nói riêng và các thành viên, vâng, các game thủ Việt Nam nói chung. Đây là một tình huống móc máy vào trong ruộng của game thủ Anh. Vẫn là 2-1 từ đầu đến bây giờ. Chim trẻ vẫn đang cân hai đến phút thứ 19 trong game. Và tham lai vẫn đang là 52/56 dành cho game thủ chim trẻ. Phá đảo dân của chim trẻ. Và tiếp tục với đó, cùng với đó và vẩy E không. Vâng, sẽ là một tình huống vẩy E. Vâng, để có thể bắt quân của game thủ Hồng Anh trong tình huống này, 5 cung đờ của Hồng Anh sẽ phải nằm xuống. Vâng, đó không đến 5 cung đờ, chỉ là một tình huống bắn được khoảng 2-3 cung đờ mà thôi. Hồng Anh vẫn đang có những tình huống móc máy cực kỳ khó chịu và chiếc boy cần phải làm một điều gì đó đi. Đây là máy đến từ game thủ chiếc boy. Vâng, Hồng Anh đang có quá nhiều tay trong trận này, các bạn có thể thấy rằng Hồng Anh công vào nhà của game thủ chim trẻ và thậm chí rằng vẫn móc máy, vẫn có tay móc máy ở nhà của game thủ chiếc boy. Thì liệu rằng game thủ Hồng Anh có tay để có thể chạy ra hay không, chúng ta cùng chờ đợi. Vâng, tôi không nghĩ rằng Hồng Anh còn tay. Vâng, vẫn có tay để có thể chạy dần. Nhưng mà Hồng Anh ăn cái gì mà nắm tay thế à rồi. Tôi đang có cảm giác là tôi soi máy cả hai nhà của GameTV thì đều thấy rằng Hồng Anh đang đổ rờ rất khủng khiếp. 54/56. Nhưng bây giờ thì chắc chắn rằng game thủ này sẽ yếu hơn so với game thủ chính trẻ là rất nhiều rồi.
54/56. Bây giờ thì tham lai chắc chắn là đang đè. Vâng, đang đè dành cho thành viên của bên phía Trên TV. Tham lai của game thủ hay rơi vào tầm khoảng sấp xỉ 40. Sấp xỉ đâu, không đến 40. Trong khi đè 56/60 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, chiếc boy đang bị ốp chăng khi mà tôi thấy rằng game thủ chim sẻ nắng đang phải mang quân sang đỡ nhà cho game thủ he, và sau đấy là một tình huống ốp quân luôn vào nhà của game thủ Hồng Anh hay không, một tình huống bắt quân của các thành viên bên phía game TV. Và thành máy của game thủ chim sẻ nắng rất đông quân của game thủ he đang nằm xuống. Vâng, một tình huống bắt quân khủng khiếp của các thành viên bên phía game TV, và nó giúp cho thế trận đang hoàn toàn có lợi thế hơn dành cho thành viên bên phía game TV trong trận đấu đầu tiên. Ốp quân thẳng vào nhà game thủ Hồng Anh thôi. Vâng, Hồng Anh đang đánh ở một thế công. Vâng, chủ động đánh thế công để không cho game thủ chim sẻ thì nhắn có tay vào công vào nhà của mình. Nhưng xin lỗi anh, chim sẻ là ai? Là người nhiều tay nhất của AFC Việt Nam tính đến điểm này. Vâng, chiếc BC có thể thủ nhà dành cho game thủ chim sẻ đó. Và game thủ chim sẻ đang có một tình huống vâng vòng vèo để bắt quân của game thủ Hồng Anh đi công. Còn game thủ chim bò sẽ là người phải ốp quân vào nhà của game thủ. Vâng, Hồng Anh trong tình huống này, chim bò đánh thủ. Tại sao không phải là một tình huống ốp quân vào nhà của game thủ Hồng Anh để khiến Hồng Anh mất tay khi mà Hồng Anh đang đấu quân với game thủ chính trẻ nắng ở nhà. BA của game thủ chính trẻ. Vâng, chị Boy đang mang quân sang đây làm gì vậy? Tôi đang có cảm giác rằng hai thành viên của phía Game TV đang không thực sự là hiểu ý nhau. Vâng, pha vẩy e của game thủ chính trẻ cũng là khá nhiều cung đời của game thủ he phải nằm xuống. Ốp quân vào nhà Hồng Anh thôi. Tôi không hiểu nổi là chiến thuật các thành viên bên phía game TV như thế nào nữa. Ốp quân vào nhà của Hồng Anh thôi. Vâng, chi boy lại mang quân sang đây. Tại sao không phải là những tình huống mà công thẳng vào nhà của game thủ Hồng Anh khi mà nhà của game thủ chim sẻ thì hoàn toàn bên chim hoàn toàn có thể đỡ nhà bằng một mình. Vâng, bây giờ sẽ có pha phối hợp quân của thành viên bên phía game TV. Vâng, chi boy cho người đi trước và game thủ chim sẻ cho người rảo bước theo sau. Vâng, pha tất tay quân lên vào nhà của game thủ Hồng Anh trong tình huống này. Hồng Anh có vâng có chống được không? Tôi không nghĩ rằng Hồng Anh đủ cung cờ. Pha đi quân lỗi của game thủ Hồng Anh. Và đây là một tình huống chấm hết dành cho đội viên của bên phía Team Liên Quân Bao ở trong trận đấu đầu tiên của C đấu thứ hai. 96/112. Hồng Anh mất quá nhiều quân trong tình huống đi quân vừa rồi. Và 1-0 trong C đấu thứ hai dành cho các thành viên của bên phía Game TV. Một trận đấu mà chim sẻ đang thể hiện cái sự bá đạo của mình trong việc thủ nhà. Vâng, cái một kỹ thuật mà đã làm nên tên tuổi của game thủ chim sẻ nắng đó là khả năng thủ nhà cực kỳ dẻo dai. Và các bạn hãy cùng tôi chờ đợi trong ít phút để chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai của C đấu thứ hai ngay bây giờ.